Thì hôm nay Uyên có một cái buổi photoshoot nho nhỏ cho cái công việc của Uyên làm. Thì nay có Harley giúp Uyên với lại Như giúp Uyên. Thì Uyên tới sớm nhất, Uyên là người đầu tiên tới, xong rồi lát có người mẫu tới nữa. Thì lát Uyên sẽ quay sơ sơ cho mọi người coi là hôm nay tụi mình làm cái gì. Cũng khá là excited. Thì để Uyên cho mọi người coi vòng vòng cái studio mà Uyên thuê hôm nay. Ở đây có một cái nơi ngồi mà có thể vừa để ngồi để chụp hình được luôn. Bàn ghế mình có thể sử dụng, phòng thay đồ. Hình như họ có để bàn ủi nếu mà mình cần nữa. Cái gương. Cây cảnh. Trong này có mấy cái đồ để họ để cho mình sử dụng trong cái lúc mà chụp hình á. Có loa để connect với Bluetooth. Rồi có nước, có mấy cái phông màn. Với lại hai cái backdrop to thì to ở đây. Khi mà Yên đăng cái clip này á, là Yên có một cái clip, một cái video lúc mà Yên đi LA với lại Harley, với lại hai người bạn nữa là Ben với lại Lina. Thì ở dưới cái video đó Yên có nói là Yên sẽ giải thích lý do tại sao mà chắc cũng 6 tháng rồi Uyên không có ra video nào hết. Lý do là nhiều tháng qua Uyên hơi bận chút xíu, là Uyên đi làm nhiều hơn lúc trước. Bây giờ thì Uyên cũng đi học, với lại vừa đi làm vừa đi học, nhưng mà lúc trước á Uyên đi làm ít lắm. Thường thường á lúc trước là một tuần Uyên làm có 2 ngày à, nhưng mà bây giờ có tuần Uyên làm 3 ngày, có tuần Uyên làm 4 ngày luôn. Nhưng mà có mấy tháng trước nữa thì Uyên đi làm full time luôn, cho nên là cái khúc mà hè á là Uyên đi làm full time luôn, cho nên là Uyên không có giống như là kiểu ngày nào cái cuộc sống Uyên nó cũng như vậy hết. Nó cũng kiểu đi dạy xong mà đi làm, xong về ăn trưa, xong đi làm tiếp, xong tối về. Nhiều khi đi gym, có bữa mệt quá cũng không đi gym. Xong rồi nói chung là ngày nào nó cũng lặp lại như vậy. Uyên không có cái content gì mà đặc biệt để mà lên video chia sẻ hay là nói hết. Với lại Uyên cũng không có tập gym nhiều như lúc trước nữa. Ngoài ra thì Uyên còn có một vài dự án mà Uyên làm trong cái khoảng thời gian đó, cho nên là Uyên bị phân tâm nhiều, Uyên không có dành nhiều thời gian cho YouTube được. Nhưng mà bây giờ thì Uyên cảm thấy thoải mái hơn chút xíu. Uyên muốn làm YouTube trở lại, chắc chắn là Uyên sẽ không làm thường xuyên như lúc trước nữa. Lúc trước là Uyên chỉ có đi học xong rồi đi làm ít lắm, xong rồi còn thời gian cuối tuần này nọ thì làm YouTube. Nhưng mà bây giờ thì Uyên có nhiều công việc khác, nhiều dự án khác để làm hơn, cho nên là YouTube sẽ bị ít lại. Uyên sẽ dành thời gian ít lại, nhưng mà Uyên sẽ cố gắng lâu lâu ra một video gì đó. Thì có một điều bất ngờ đó là Uyên dự định là tháng 12 này Uyên sẽ đi Việt Nam. Và Uyên sẽ đi Việt Nam trong một thời gian khá là dài so với những chuyến mà trước đây Uyên đi. Thì cái đó thì các bạn sẽ đợi cho tới khi nào mà Uyên có quyết định chắc chắn thì lúc đó các bạn sẽ biết. Thì chắc cũng còn khoảng, Uyên nghĩ là 6 tuần, 5 6 tuần gì nữa là Uyên sẽ đi Việt Nam. Cho nên là Uyên muốn làm một cái series nho nhỏ 6 tuần giả mở. Thì như Uyên đã nói, thời gian vừa qua Uyên cũng rất là ít. Thì như mà Uyên đã nói á, khoảng thời gian vừa qua Uyên cũng ít đi gym hơn lúc trước, cho nên là mỗi Uyên cũng đi chơi nhiều với lại ăn nhiều nữa, cho nên là cái mặt Uyên hôm nay á nó mập hơn lúc trước rất là nhiều. Mỗi lần mà Uyên bị tăng cân một chút xíu á là cái mặt Uyên nó bự ra trước, với lại cái bụng Uyên bự ra trước. Nhưng mà mấy chỗ khác thì nó giống như tay chân nó vẫn bình thường, chứ nó không có mập lên. Thì cái lúc mà Uyên ra video đi LA á, có nhiều bạn comment ở dưới nói là nhìn Uyên mỏng mỉm hơn. Thì đúng là Uyên có mỏng mỉm hơn, đúng là Uyên có tăng cân một chút xíu. Nhưng mà cái khoảng thời gian
trước đó là cái khúc mà các bạn thấy Uyên ốm á, là Uyên đang bị thiếu cân. Khi Uyên đi khám, Uyên đi bác sĩ như kiểu khám tổng quát rồi, thì bác sĩ kêu Uyên là phải tăng cân thêm một chút xíu. Tại lúc đó Uyên hơi bị ốm quá cho nên là Uyên kiểu thôi, mình dù gì mình cũng cần tăng cân, cho nên là cứ thả ga. Uyên ăn rất là nhiều, như là Uyên không kiêng cự gì hết trơn, cái gì Uyên cũng ăn á, thèm là ăn à. Cho nên là Uyên có mỗi miệng chút xíu, nhưng mà Uyên tính có kế hoạch đi Việt Nam, cho nên là Uyên sẽ cố gắng. Chắc chắn là kiểu lâu ngày mà mình gặp lại bạn bè hay là gia đình gì ở Việt Nam, mình lúc nào mình cũng muốn là về phải xuất hiện một cách đẹp nhất, hiểu không? Cho nên là Uyên quyết tâm trong 6 tuần tới Uyên sẽ giảm mỡ, ít nhất cũng giảm được cái mặt bây giờ. Thì concept của cái series này á, là Uyên sẽ quay theo 6 phần, mỗi tuần là một phần, là một tập, 6 tập, mỗi tuần là một tập. Thì trong một cái tuần đó Uyên sẽ quay những cái gì xảy ra đặc biệt trong tuần, hoặc là Uyên thấy những cái gì thú vị thì quay lại. Thay vì vlog một ngày của Uyên lúc trước Uyên hay làm, thì bây giờ sẽ là một tuần của Uyên. Nhưng mà bao gồm trong đó thì Uyên sẽ có những cái tip mà Uyên sử dụng để cho cái quá trình giảm mỡ. Uyên sẽ không có làm cái gì mà giống như là giảm cân dữ dội, hay là từ một cái người bự thành một cái người nhỏ. Tại giờ nhiều khi các bạn thấy Uyên bây giờ với lại 6 tuần nữa nhiều khi cũng không khác gì nhiều đâu, tại Uyên đâu có kiểu mập lên thiệt là mập đâu. Cho nên là, nhưng mà Uyên sẽ sử dụng những cái tip mà lúc trước Uyên đã sử dụng để giảm cân áp dụng cho bây giờ, và Uyên sẽ cố gắng giảm mỡ một chút xíu trong vòng 6 tuần tới để đi Việt Nam cho đẹp. Thì hôm nay là ngày, thì hôm nay á, Uyên có kế hoạch là Uyên sẽ đi mall để trả đồ với lại đổi đồ, xong rồi Uyên sẽ về nhà của Holly để chơi với lại Hilton. Thì xong rồi tối nay Uyên sẽ có đi chơi, đi ăn với lại mẹ của Holly. Tay kia đâu? Ôi giỏi quá. Hôn cái. Hôn. Ồ. Nè, tay biết tay kia nữa kìa. Uyên vừa nhận được một hộp PR packaging của Pinky Up. Thì trước đây Uyên cũng có nhận được quà từ Pinky Up một lần rồi. Pinky Up gửi cho Uyên rất là nhiều đồ. Lần này Pinky Up gửi cho Uyên còn nhiều đồ hơn lần trước nữa. Có trà. Thơm ơi là thơm luôn. Mở hộp ra là thấy thơm rồi. Có bình để pha trà nè. Pha rồi đựng vô đây to go. Rồi có cup trà. Có nhiều loại trà với lại cocktail mix khác nhau.
Đặc biệt là Pinky Up có rất là nhiều mùi trà mà kiểu chưa bao giờ mình nghe tới luôn á. Có vanilla chai, sugar cookie, gingerbread cake, apple spice cake, này là raspberry truffle, với lại cranberry bar. Ở đây còn có một cái để bỏ trà vô xong rồi để nó tan trong ly nữa. Biết này kêu là gì? Loose leaf tea. Oh yeah, kêu rồi, gọi là tea infuser. Cái hộp bự nhất là cái hộp đồ mà Yên thích nhất. Đây là một cái ấm trà. Để Yên mở cho các bạn xem. Màu xanh này là màu mà Yên cực kỳ thích luôn á. Màu xanh mint. Sau này có cái nắp nè. Cái pot. Làm một tay hơi khó chút xíu. Đặc biệt là cái pot này nó có hai tầng. Cái tầng ở dưới của nó là một cái cup để uống trà. Xong rồi người ta để lên như vậy nè. Trong này có cái dĩa để bỏ uống trà lên. Giống như kiểu mấy cái tiệm cà phê hay tiệm mà tea uống trà chiều. Thì nếu mà các bạn muốn sở hữu những cái đồ làm trà, ấm trà rất là dễ thương như thế này và những cái thử qua những cái vị trà mới thì các bạn có thể follow Instagram Pinky Up. Mình sẽ để link ở dưới phần description và website ở dưới đó luôn cho các bạn xem qua thử nha. Bình thường á, khi mà diet á, thì mình ăn như vậy thôi. Chỉ ăn cơm với lại thịt với bên xào với lại rau. Thì thường Yên có nhiều món khác nhau thì Yên sẽ chỉ cho các bạn xem trong những video sau. Bây giờ thì Yên đang chuẩn bị đi gym. Yên đang ở trước cửa chợ Sprout để mua muffin ăn. Thì hồi trước Yên hay mua donut để ăn thay cho pre-workout. Không, thấy kiểu như là không có thay, tại xíu nữa Yên vẫn uống một chút xíu pre-workout vô. Nhưng mà thường trước khi tập nặng, ví dụ như là tập chân, tập mông thì Yên hay ăn donut để cho nó có một xíu đường với lại tinh bột để cho pump lên, không biết giải thích. Thì lúc trước thì Yên hay ăn donut nhưng mà bây giờ Yên đổ qua ăn muffin, tại vì donut nó cứng hơn, muffin nó mềm hơn, giờ Yên thích muffin hơn. Mà muffin ở chợ Sprout là ngon, có một đồng 20 mấy hoặc 29 hay gì một cái à, mà nó cũng to lắm, mọi người nhiều khi ăn không hết một cái nữa. Thì bây giờ Yên sẽ vô mua muffin ăn cho pre-workout rồi sau đó Yên sẽ qua gym. Giống như cái chợ nằm bên này nè, thì cái gym nó nằm bên này nè, nó nằm bên kia đường á, cái đó là cái gym của Yên á.
Thank you.